Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tập luyện, thi đấu của người hùng Cao Ngọc Hùng, người duy nhất đến thời điểm hiện tại giành vé dự Paralympic 2020. Anh cùng các vận động viên thể thao người khuyết tật Việt Nam đang trải qua khoảng thời gian khốn khó, lao đao chưa từng có. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi SEA Games 30 khép lại, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ lên đường sang Philippines dự Paragames vào tháng 1 năm 2020. Đây được xem là tiền đề để đoàn hướng đến mục tiêu cao hơn là Paralympic vào tháng 8 năm 2020 tại Nhật Bản. Tuy vậy, diễn biến phức tạp từ dịch Covid-19 khiến mọi kế hoạch thi đấu, tập luyện bị đảo lộn. Ban tổ chức Paragames 2020 đã liên tục dời lịch thi đấu. Thời điểm hiện tại, lịch được ấn định từ ngày 3 tới 9 tháng 10. Nhưng phải đến kỳ họp của các thành viên trong khu vực Đông Nam Á vào tháng 5 tới, lịch thi đấu mới được chốt. Ngoài ra, các giải đấu quốc tế khác cũng bị ảnh hưởng. Điều này khiến Cao Ngọc Hùng cùng đồng đội khá hoang mang. Chúng tôi đang chuẩn bị cho các giải đấu. Dù không biết bị hoãn hay không, nhưng mỗi vận động viên chúng tôi phải xác định là tập luyện. Riêng với đội Điền Kinh, toàn đội sẽ có 2 giải đấu quan trọng ở Italy tháng 5 và Nhật Bản tháng 7 để giành suất dự Paralympic năm 2020. Dù vậy, toàn đội đang ở chế độ chờ. Ở Italy, dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội và chưa có dấu hiệu kiểm soát được. Thế nên, để phòng trường hợp xấu xảy ra, ban huấn luyện đã đăng ký thêm giải đấu ở Thụy Điển cũng diễn ra trong tháng 5. Giải đấu ở Italy vẫn được ưu tiên, nhưng đến thời điểm đó, nếu dịch Covid-19 chưa kiểm soát, toàn đội sẽ dự giải ở Thụy Điển. Điều này khiến Cao Ngọc Hùng cùng đồng đội khó khăn trong việc điều chỉnh điểm rơi phong độ, xác định đối thủ và có phương án thi đấu. Vận động viên từng giành giải thưởng vận động viên người khuyết tật của năm cúp chiến thắng năm 2019 trăn trở. Những sự thay đổi này ảnh hưởng khá nhiều đến toàn đội. Trên sơ bộ, chúng tôi tính điểm vào tháng 1 cho Paragames. Nhưng giờ dời lại thì chu kỳ, giáo án đổi lại hoàn toàn. Để chuẩn bị tốt cho các giải đấu thì cần phải có chu kỳ dài hạn. Nhưng vì lý do thay đổi xoành xoạch nên nhịp độ tập luyện và định hướng cho giải đấu cũng thay đổi, khiến các vận động viên có phần hoang mang. Mọi người tập luyện mà tinh thần bị sao động rằng giải có được tổ chức hay không, dẫn đến sự chuẩn bị không được sung mãn. Những vận động viên được đầu tư trọng điểm như Hùng còn gặp may. Đối với các vận động viên đội hình 2, họ phải gặp tình cảm oái âm. Theo đó, đội hình 2 chuẩn bị cho Paragames 2020 vừa mới gọi lên 12 ngày thì trả về cho địa phương vì giải lại hoãn. Do không tập trung nên các vận động viên không có kinh phí để tập luyện, tinh thần thiếu sự máu lửa, hăng say. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song đây là khó khăn chung của nền thể thao thế giới. Nên với Cao Ngọc Hùng, anh cùng các vận động viên khác cố gắng vượt khó. Chúng tôi được gọi lên trung tâm nên cứ tập đều đặn theo giáo án huấn luyện viên, sáng tập bài chính, chiều bài phụ. Thay đổi tinh thần lớn chỉ về yếu tố tinh thần, còn giáo án chỉ một phần. Ngoài ra, điểm rơi của vận động viên có thể bị chệch. Tuy vậy, đây là khó khăn chung. Chúng tôi cùng tập luyện trong trung tâm, được cách ly bên ngoài nên cũng yên tâm. Điều chúng tôi trăn trở là không biết các giải đấu có được tổ chức hay là trì hoãn. Nhưng trên tinh thần thì tất cả cùng cố gắng tập luyện.